Thời nhất độ là phong. Xin mời. Phong độ là nhất thời. Phong độ là nhất thời, chính xác. Xin mời câu thứ hai. Cắm thạch bàn xuống chiều. Chiều xuống thạch bàn tắm. Chưa chính xác. Chiều xuống tắm thạch bàn. Không phải. Chiều tắm xuống thạch bàn. Không đúng. Chiều thạch bàn xuống tắm. Không phải. Chiều tắm xuống thạch bàn. Tôi xin lỗi, bỏ cái địa danh ở Hà Nội đi mà tìm một cách khác. Ừ, xin mời. Chiều tắm xuống bàn thạch. Không phải, chưa chính xác. Vẫn đúng rồi. Chưa. Chiều xuống bàn thạch tắm. Đáp án chính xác. Đây là trích trong Dục bàn thạch kính của Cao Bá Quát. Xin mời câu tiếp theo. Dễ. Tháng riêng là tháng ăn chơi. Hoàn toàn đúng. Tháng riêng là tháng ăn chơi. Chúng ta có tỷ lệ 2-1. Mời các bạn tiếp tục. Mời bạn. Kiếp giang hồ không biến đợi. Kiếp giang hồ không biến đợi. Cái câu này đâu ra? Câu này ở đâu? Câu này khả năng là ở trong một cái phim kiếm hiệp nào đó. Đây là một lời trong bài hát mà tôi tin rằng tất cả những ai yêu miền Trung, yêu xứ Huế mộng mơ đều biết bài này. Mưa trên phố Huế, chiều nay mưa trên phố Huế. Bài này có hai tác giả. Vâng ạ. Minh Kỳ và Tôn Nữ Thụy Khương. Tôn Nữ Thụy Khương là một bút danh của nhạc sĩ Lê Dinh. Vâng. Nhạc sĩ Lê Dinh và nhạc sĩ Minh Kỳ và nhạc sĩ Anh Bằng nữa đã từng gọi là hợp với nhau trong một cái nhóm gọi là Lê Minh Bằng. Vâng. Và họ đã có những tác phẩm ca khúc sáng tác chung với nhau. Vâng ạ. Nhân dịp này tôi cũng chia sẻ luôn là các thành viên của ban cố vấn của chúng ta không chỉ giỏi thơ mà giỏi cả hát. Xin mời anh Vũ. Chiều mưa trên kinh đô Huế, kiếp giang hồ không bên đợi, mà mưa rơi vẫn rơi rơi hoài, cho lòng nhớ ai. Hay không? Kiếp giang hồ không bên đợi, chúng ta có hai đều. Một tràng vỗ tay. Câu tiếp theo xin mời các bạn. Mời bạn. Bao cô. Hết thời gian, xin mời. Bao cô thôn nữ hát trên đồi. Bao cô thôn nữ hát trên đồi, đáp án chính xác. Trích Mùa Xuân Chín của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Mời các bạn vòng sâu chuỗi câu tiếp theo. Ra tướng cho nào hết sĩ giàn. Xin mời. Nào ra cho hết giàn tướng sĩ. Chưa chính xác. Nào giàn ra cho hết nào ra cho hết giàn sĩ tướng. Không đúng. Nào giàn ra cho hết tướng sĩ. Không phải. Tại sao đằng sau chữ nào không phải là danh từ? Nào tướng sĩ giàn ra cho hết. Nào tướng sĩ giàn ra cho hết đáp án. Đây không phải lỗi của tôi, không có gì đâu. Đây là đánh cờ của Hồ Xuân Hương. Mời sâu chuỗi tiếp theo. Mời bạn. Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến. Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến. Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi. 4-3. Căng thẳng thật. Câu tiếp theo. Quý vị khán giả đừng rời khỏi màn hình. Thăng thanh tựa trôi lòng mây áng những như. Lòng tựa như những áng mây trôi thanh thang. Chưa chính xác. Lòng thanh thang tựa như những áng mây trôi. Đáp án hoàn toàn đúng. Hiện nay chúng ta đã có người vào tiếp theo, đó chính là bạn Thu Thủy. Nhưng tôi nghĩ rằng với cái tinh thần này chúng ta chơi tiếp câu cuối cùng xem sao. Xin mời. Vàng hoa gian đổi giá nỗi lấy chuân ước mộng cực khó. Giá đầu tiên. Mời bạn. Giá ước mộng vàng hoa đổi lấy gian chuân. Chưa chính xác. Giá ước mộng gian chuân đổi lấy vàng hoa. Về nghĩa thì gần đúng rồi. Nhưng bây giờ cái thỏa thuận đưa lên đầu tiên. Giá gian chuân ước mộng đổi. Giá nỗi gian chuân ước mộng đổi vàng hoa. Các thứ vân vân hết giờ. Kiểu thế.
Hết giờ rồi, chúng ta dành một tràng vỗ tay. Câu này là một câu cực khó. Không thể đúng được. Giá đổi nỗi gian truân lấy mộng ước hoa vàng. Có đúng là câu này nó là búa bổ đầu chim sẻ không? Không. Chúng ta cùng chúc mừng bạn Thu Thủy. Và chúng ta cùng chia tay bạn Mạnh Khải. Cảm ơn cháu đã đến tham gia chương trình. Cố gắng lên. Dạ, vâng. Yêu tiếng Việt, tiếp tục sử dụng tiếng Việt một cách nhuần nhuyễn nhá. Vâng, cảm ơn cháu. Dạ.